Hello anh em nha, quá tuyệt vời luôn. Anh em nào mà yêu thích guitar này, guitar nhạc cụ này thì em giới thiệu cho anh em luôn. Đây có như một cái loa để đánh đàn guitar. Đó là ví dụ là cái loa đánh đàn guitar là gì? Đây. Đây là cái guitar điện của em, gọi là guitar không dây, thì em cắm bộ phát vào bộ thu đây. Thì tương tự như vậy, anh em cắm một cái mic không dây vào đây là karaoke luôn. Bởi vì bản chất của cái bọn Nhật ngày xưa ấy, thì cái máy hát tám trách, cái máy hát cái loa này thì chả khác gì loa kẹo kẹo đời mới bây giờ. Nhưng mà thằng Nhật ngày xưa nó đã là cái loa của nó là cái loa karaoke rất hay rồi. Đấy, thì ngoài chức năng này, anh em làm một cái loa để hát karaoke, đánh đàn, đánh điệc, du lịch đấy. Đấy, em ví dụ xong nhá, tắt cái chức năng karaoke này đi. Anh em cắm mic vào đấy thì cũng alo 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 thôi đấy. Rồi tiếp theo em test cho anh em cái chức năng là chức năng cassette. Con này tiếng cassette tiếng hay, nhưng mà em cứ em test nha, test cuốn băng nha. Mũi tên đi đằng phải thì băng nghĩa là băng chạy từ bên trái sang bên phải. Đó. Play. Ngoài là một cái loa bass 25, một cái chép kèn đây. Đánh guitar nhạc cụ là một cái loa cho guitar này, loa karaoke này, như loa kẹo kẹo, chơi cassette này. Đây là bass này, nút này nút bass này. Đây là chép này. Tắt này, tua này, tắt này, play này. À, chức năng ghi này. À, bây giờ mình chức năng tám trách này. Nói chung là các chức năng hoạt động cả. Anh em mà kết thì chốt con máy này nhá, em bán rẻ thôi. Đấy. Thằng chức năng đấy. Rồi. Tổng thể này. Thùng này. Quái sách này. Mặt tiền này. Thương hiệu này, Clarion này. Chơi được băng tám trách ngày xưa với chơi băng cassette. Rồi làm loa karaoke, một bass 25, một chép kèn. Này, các chức năng vẫn còn hoạt động. Hình thức như thế này đấy, em khóa nhất được chức năng đánh đàn này em thích nhất, vì chức năng đánh đàn hoặc là đánh ca hát karaoke đấy anh em.
Đấy, cắm vào hai cái lỗ mic này là được này. Đấy, có hai cái lỗ này. Đấy, đơn giản đấy thôi. Đấy. Rồi, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em cả clip sau. Anh em thấy cái con loa này hay thì chốt nhá. Xin cảm ơn.